ơi, trời ơi. Mẹ. Ê, chuyện xảy ra động trời vậy á mà tụi bay giấu tao phải không? Mẹ, mẹ bình tĩnh đi mẹ, từ từ để mình nói chuyện. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, cũng may là tao lanh lẹt á. Tao thấy cái hành động của mày nghi ngờ lắm, mày hối hả mày chạy đi. Tao mới đi theo mày, tao mới biết được xảy ra chuyện này. Chứ không là hai đứa bay giấu tao đến bao giờ. Bác, hả? Bác Hai bình tĩnh lại, có gì từ từ nói bác Hai. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh hả? Thấy nè, nghe nè, nghe. Không cái gì mà phải sai lầm hết. Phô. Dạ. Đi. Đi đâu mẹ? Đánh ghen. Bác Hai, bác Hai. Không được. Mẹ không có được đâu bác Hai. Bây giờ mình chưa có chứng cứ gì hết mà. Đúng. Bác Hai đi đánh người ta rồi, lỡ có chuyện gì rồi sao? Đúng. Làm đi làm phải có chứng cứ đàng hoàng phải không? Dạ. Dạ đúng rồi. Phải rõ ràng mới đánh dạ, không? Đúng rồi. Chứ đánh lộn như vậy là mình đáo tù phải không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Đây, đưa điện thoại đây. Dạ. Mày đưa điện thoại. Dạ đây. Coi. Dạ. Đây. Đây, chỉ cho đi để tao lấy bằng chứng. Dạ để con mở cho. Đây. Cái này. Dạ, đây là cái hình mà dắt chó đi công viên. Rồi sao nữa? Đó. Giờ đây là cái hình mà đi cà phê chung với nhau đó. Dạ, cái lò bánh mì. Cái lò bánh mì đóng cửa. Mà hai người vô đây. Dạ. Mẹ ơi, điện thoại của mình. Con đặt tao đền mà lo gì. Bây giờ chắc chắn là mình phải tìm hiểu cái chuyện này. Nhưng mà cái chuyện gì nó cũng có luật pháp hết trơn. Dạ. Con là luật sư nữa nè, mẹ con gái. Đúng mẹ rồi. Là luật sư. Mẹ làm như vậy lỡ có chuyện gì thì kỳ lắm, không được. Mẹ bình tĩnh nha. Ủa, chị đang bên mẹ ghẻ hả? Cái gì? Bà kia là mẹ ghẻ hả? Làm dạ. Gì mà cái chuyện mẹ ghẻ ở đây? Làm gì có chị đó. Ủa? Mà con có chính xác là theo dõi rõ ràng là thấy người phụ nữ đó với lại là mắc quá đi vô trong lò bánh mì không? Con không có chắc nữa, nhưng mà bây giờ mọi người tưởng là hai đó là hai vợ chồng già không đó. Vậy là lỗi một phần là do tôi. Vậy là bác biết cái bà ở trong hình hả? Biết. Bà Yến hàng xóm mới dọn tới là bạn học cũ của ông quá. Nên nhà một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say bông giả má ơi có gì đâu phải ngắm. Chắc ánh nắng rọi vào thấy hoa nó lung linh. À quên báo cho mình biết, hàng xóm nhà mình mới dọn về đó. Bà tên là bà Yến đó. Ủa vậy hả? Mà tôi thấy hình như là mình có quen biết với bà Yến đó phải không? Yến. À. Ủa sao mình có vẻ mình suy tư vậy? Mới thấy mình nói chuyện với bà Yến mà. Tại bạn học đó mà. À bạn học. Ở chồng biết sao không? Hả? Bà Yến á tội nghiệp lắm. Chồng bà chết rồi. Ừ. Ồ. Rồi bà có con nữa. Mà nghe nói con cũng bất hiếu lắm. Không có chăm sóc gì hết á. Bà bây giờ bà dọn về đây nè. Bà ở lũ thủi có mình ơ nè. Cái ngày hôm qua cái em đi ngang qua, cái bà quắt em vô. Bà hẹn nói em là bữa nay nè, có gì chị ngang qua tôi gửi cái này qua cho ảnh. Gửi gì vậy? Cháo hành đó mình. Cháo hành. Chắc là bà biết là anh thích ăn cháo hành, chứ hồi nào giờ em đâu biết là chồng thích ăn cháo hành. Vậy vô lấy anh miếng cháo đi, anh ăn cháo. Cái gì? Cháo, bà ăn cái cháo. Cháo hành là cháo hành. Cháo hành á là thị nở nấu cho chí Phèo ăn. Cũng giống như bà Yến á, nấu cho ông quá ăn. Không ăn thôi, đòi hỏi. Muốn ăn cháo hành cái gì? Tôi không cho ăn nữa. Còn thèm, qua nhà bà Yến ăn đi. Ta hát đi dù mây hạ về, hạ chẳng lang thang dù em từng ngày trời nắng vàng. Thương nhớ em yêu em chê má ơi mà. chào bà xã. Làm gì ngoài vậy? Anh tắm nắng. Ủa sao em nghe anh ca? Anh ca là tại anh ca bài về nắng hạ vàng á, chiều hạ vàng. Bài đó ca sĩ rồi ca quên rồi ta. Bà Bảo Yến. Ủa Bảo Yến ca hả? Mà em thấy anh lay quay anh ngó tới ngó lui, anh xào quần chứ không phải anh đứng tắm nắng. Anh đang tắm nắng, anh nhớ là anh không có mặc quần hả? À,
Không, quần dài. Anh kiếm quần dài anh sợ nó cháy cái chân á mà. Ủa, tôi nhớ không lầm là anh đang mặc quần tay đen mà. Quên, áo dài tay để sợ ăn nắng ăn tay. Áo mà. Anh là tay dài đó, kéo xuống thôi là thành dài tay rồi. Sao lúc này thì quên quá. Ý anh kiếm là kiếm áo vét, tại mà đứng tắm nắng mồ hôi ra nhiều đó. À, cái áo vét màu kem mà chồng thường hay bận cái gì, rồi chồng nhét vào trong cái ba lô màu xanh phải không? Ủa, cái áo vét màu kem của anh là bỏ trong cái ba lô màu xanh đó. Dạ, rồi cái xong cái tình cờ cái em lục ra em thấy cái áo vét đó là bị rách cái nách, rồi cái vá lại. Vậy hả? Ồ, vậy cảm ơn em nha. Ủa, tôi đâu có biết vá đâu mà cảm ơn tôi. Ha. Nãy giờ em đâu biết may vá đâu. Ủa sao lúc này anh hay lẫn quá vậy ta? Cái chuyện quá khứ mà chuyện mấy chục năm về trước mà anh còn nhớ, mà cái chuyện hiện tại sao anh lẫn dữ vậy anh? Chắc qua mấy mùa dịch cái chi nhớ anh nó giảm hay sao? Tôi đâu có biết giá đâu. Đúng rồi. Tôi thấy áo của anh rách quá. Được rồi, tôi mới lấy kim chỉ ra tôi tính mai. Rồi cái kim nó đâm vào tay tôi chảy máu. Tôi mới nói ai da. Rồi em có sao không? Bà Yến xuất hiện. Bạn anh xuất hiện. Bạn anh nói chị làm cái gì mà ai da, thì tôi nói là tôi không biết mai giá. Thế là bà Yến bà mới hỏi là cái áo này của ai. Em nói là cái áo này là của chồng em đó. Áo của chồng rách rồi đó. Nhớ giá cho kỹ giùm cho tôi nghe. Thế là chị giá giùm. Mai mốt đó áo quần anh á mà bị rách cần giá lại, hay là cuộc đời của anh á bị rách cần giá lại, nói em qua em nói với bà Yến chấp giá lại giùm cho anh nghe. Hãy đầu nỗi nhớ thương và yêu nhau hơn. Hãy đầu nỗi nhớ cho tình thêm thâm sâu em ơi. Sao bà làm cho giật mình hoài vậy bà? Em là vợ anh chứ em đâu phải quỷ đâu mà mỗi lần mà em khều là anh giật mình vậy. Không có, tại vì anh đang thả hồn theo nhạc, cái em khều làm anh giật mình vậy thôi. Ở hai đầu nỗi nhớ. Giống như đầu này với đầu Yến, rồi cái nghĩa tình sâu thẳm hơn là mấy chục năm rồi cũng sâu thẳm hơn. Không, cái này em chỉ nói cái bài hát của Yến ca thôi. Anh bệnh kia. Bệnh bả đã nói rồi, đừng có nhịn ăn nhịn uống, hay là thức khuya rồi cái suy tư trằn trọc rồi mất ngủ để cho phải mang bệnh như vậy. Quên, nói nãy giờ chuyện chồng chuyện vợ quên chuyện Yến. Là như vậy, em thấy chồng bệnh là em tính là chiều nay đưa chồng đi bác sĩ, rồi tính ra tiệm thuốc tây đó hỏi coi chồng bệnh gì, rồi sao mua thuốc cho chồng uống. Cái đi ngang qua nhà Yến đó, cái Yến thấy em đi tất tả vất vả quá, cái Yến hỏi em đi đâu, em nói là em mua thuốc cho chồng. Cái Yến mới nói là thôi chị cứ về đi, rồi để tôi lấy thuốc tôi đưa cho chị, rồi chị đưa cho ảnh uống. Cái tôi nói ủa Yến ơi, Yến biết chồng tôi bệnh gì không mà Yến đưa thuốc nó có chứ biết, cái hồi nhỏ đó học lớp mầm ảnh hay bệnh tôi vẫn đưa thuốc cho ảnh uống. Cái tôi nói ủa hồi nhỏ ảnh bệnh rồi bây giờ ảnh lớn rồi thuốc phải khác chứ. Anh nói không, cái sức đề kháng của ảnh Yến biết mà, thay vì hồi nhỏ uống liều ít bây giờ lớn lên cũng thuốc đó mà uống liều nhiều hơn thôi. Ghê chưa. Cảm ơn bà xã lo. Đem nguyên không Yến lo. Đem nguyên một bịch thuốc nè, dặn đàng hoàng đó. Trời ơi, đây thấy chưa, thuốc chứ đâu phải cơm đâu mà bỏ trong cà mên nguyên một đống vậy. Ngày ba cử. Ba cử là hết nguyên đống đó đó. Ghi vô ngày ba cử mà có nót nữa mình. Nót là chú ý á. Chú ý gì? Bà dán vô trong thuốc á, bà cứ nói. Mà nói là nót ăn trước khi uống, không thôi đau tim. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn mà. Dạ. Chứ không phải là quỷ hay là ma. Không có, tại anh hết hồn vậy thôi à. Lúc này anh yếu tim quá ha. Không phải, anh đói. Đói. Ủa, anh đói mà anh vẫn ca được mà. Bài ca của Yến ca đó.
vì con anh và em cùng tình yêu ở lại, cả tới cả lui cũng có bốn chữ tình yêu ở lại, thì ở lại với tình yêu đi khỏi ăn cơm. Không có, không có, tại vì hồi đó anh đi học anh hay bị ở lại lớp á, thành ra anh thích bài này thôi à. Chứ anh thích là sau này thôi, chứ hồi nhỏ lúc đó là Bảo Yến chưa ca bài đó mà. Chắc Yến ca, Yến ca cho nên anh nhớ. Chứ Yến mà mình có nấu tài cơm tác quá ha. Dọn dọn cơm cho tôi ăn miếng. Không ăn cơm. Ở lại với tình yêu đi, nhịn đói. Thì sao tôi chịu nổi? Tôi đi chơi. Cơm đâu tôi ăn. À quên, qua nhà Yến ăn đi. Cái này không phải là ăn trực nha, mà ăn có đóng tiền đàng hoàng. Số là tôi thấy Yến đó nấu cơm cho công nhân ăn, cho nên tôi qua tôi nhờ Yến là nấu cơm tháng cho vợ chồng mình ăn luôn. Từ đây sắp tới cơm trưa, cơm chiều, thậm chí là cơm tối, cơm khuya chồng đói, chồng qua nhà Yến ăn. Rồi chồng muốn ăn món gì, chồng dặn Yến nấu. À, tôi nghe đồn là hôm nay Yến lại nấu cháo hành đó. Mà cháo hành hình như là Yến ra ngoài lò gớm đó. Yến nấu, ăn đi, rồi cùng nhau ca bài Tình Yêu Ở Lại. Chị con anh mà em cùng tình yêu ở lại. Trời, nhà có chuyện gì sao con biết vậy trơn trời? Làm sao con biết được? Con chỉ biết đi làm, tới mò tới mình con mới về. Cũng là tại vì á, là mẹ nè, mẹ lo đi ra ngoài xã hội đó, mẹ lo đi kiếm tiền về cho gia đình này, mẹ mới để cho ba mày tự lo. Ổng tự lo và ổng tự cho ổng có quyền đi kiếm vợ bé luôn. Vậy là bác hai lấy hai tay rồi tặng chồng cho người ta luôn rồi chứ gì nữa. Đi, giật chồng về cho tao. Bé, chắc chắn là mình phải giật chồng về, nhưng mà mình phải giật theo một cách văn minh. Dạ. Giật chồng theo cách văn minh. Dạ. Ủa, nay nhà dỗ quải ai vậy? Sao tôi không biết à? Bà nói kỳ vậy? Này, mẹ đi chợ từ sớm, mẹ nấu ăn mà. Mẹ mày nấu ăn? Dạ đúng rồi. Ba không tin, ba ra ngoài chợ ba hỏi đi. Người ta thấy mẹ đi chợ từ sớm về nấu ăn cho cả nhà đó. Sẵn mày dẫn mẹ mày đi khám sức khỏe đi. Ủa? Chứ tao thấy kỳ kỳ rồi đó. Bà mà nấu ăn là tao thấy kỳ rồi đó. À, mình ơi, tại vì cũng lâu rồi tôi không nấu ăn, hôm nay á tôi đi chợ tôi nấu bữa cơm gia đình để vợ chồng con cái ăn với nhau cho vui mà. Mình ăn đi mình. Ừ, ăn đi, mình nhìn tao vậy. Ăn đi con. Em gấp thịt cho mình ăn nha. Mình mặn. Tôi quên nữa, tôi có công việc ở trên công ty á, phải họp. Thôi để tôi đi họp, hai mẹ con nhà ăn đi, hồi về tôi ăn sao. Ba không ăn ba đói, sao ba ăn xong rồi muốn đi đâu đi? Thì ba đi họp rồi có gì ba ghé tiệm cơm. Tôi nói tao không ăn là tao không ăn, mà mẹ con ăn hết đi, tao có về đâu. Cái con nhà không. Thôi kệ nó, ăn đi mình. Nói chuyện với ba mẹ nó mà nó vậy đó. Cái tướng tá nó đi vậy, nó lẫy nó đi vậy đó. Con nhỏ nào không cho đi Mỹ không được mà. Thôi kệ nó đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi không thôi, cơm canh nguội hết mình. Tôi nói tôi đi họp mà, tôi có ăn đâu. Ăn một miếng đi cho em vui. Ăn đồ ăn không? Lạc hả? Mặn quá. Cơm sao mặn? Lạc quá. Thì ra mình nấu ăn tệ như vậy sao? Mấy năm nay á, mình làm vợ cái kiểu gì vậy?
Ủa sao tự nhiên mẹ nằm đây ngủ vậy trời? Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ có sao không vậy? Ba, trời ơi, tôi ngủ. Ba ơi, ba, mẹ có chuyện rồi nè ba. Hồn quá, hồn quá, hồn quá. Mẹ, trời ơi mẹ, mẹ làm gì mẹ nằm ở đây vậy? Mẹ làm mẹ, mẹ. Ơi ơi. Mẹ ngồi dậy đi mẹ. Mẹ có sao không? Buồn ngủ quá, cái gì vậy? Vụ gì sầm vậy? Trời ơi trời, mẹ buồn ngủ. Mẹ dọa chết con hả mẹ? Chết gì mà chết. Trời ơi, chứ cái này là cái gì? Mẹ uống thuốc ngủ không còn cái viên nào luôn nè. Còn cái viên rồi mẹ ơi. Tối hôm qua tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ không được. Tôi mới lấy thuốc ngủ ra, tôi uống để tôi ngủ. Còn đúng có một viên một à. Uống rồi cũng không ngủ được. Có thức hoài, thức quỷ cho nên sáng á mới ra ngoài này nằm nè. Rồi chứ tự nhiên ba đâu? Ba đâu mà để cho mẹ ra đây nằm vậy? Sáng vậy là đánh quần đánh áo, chắc đi uống cà phê với bà Yến rồi. Trời ơi, vậy mà mẹ vẫn ngồi đây bình tĩnh mẹ ngủ được hả? Sao mà mẹ không ngăn ba lại? Ngăn sao được mà ngăn. Lúc đó thuốc ngủ nó ngấm rồi. Buồn ngủ quá chịu không nổi. Cho nên á mẹ ngủ luôn. Cản ba mày không nổi. Cái này là không được rồi. Con thấy tình hình vậy không ổn rồi. Mẹ nhìn đi, bây giờ mẹ ăn vậy nè là ba càng đi nữa. Mẹ sao? Nhìn mẹ nó tiều tụy lắm, vậy là ba bỏ đi xa nữa. Bây giờ mẹ phải tuốt tát mẹ lại. Bà nội ca nó thuốc ngủ giờ nó ngắm hoài, không biết nó buồn ngủ quá. Phấn đây không? Dạ không con, không đem. Sao vậy mẹ? Bị giảm thêm chút nữa nha. Thôi mẹ, con thấy mẹ giống cái tượng rồi đó. Con. Ủa gì nữa mẹ? Bông này nhỏ quá không? Không mẹ, con tưởng mẹ là cái cây không đó. Vậy hả? Mẹ tính thay bông bự đó. À dạ không, được rồi. Vừa đủ. Con. À dạ. Thôi mẹ. Con thấy là ổn định rồi đó. Dạ ổn định rồi. Thím ba. Mẹ dẫn bạn qua ăn hả? Dạ ăn bò. Con ăn bình thường phải không? Dạ. Rồi. Em gái ăn gì cưng? Gì em gái? Thôi nè, cô ăn gì tôi làm luôn. Túc Hà. Ủa, trời đất ơi. Ủa, chị hai. Tôi cái ai? Thấy lạ không? Ủa cái gì mà kỳ vậy Phúc? Mẹ con mới đi thăm y viện về á. Trời đất ơi. Bây giờ là tôi phải thay đổi phong cách. Đừng có ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi phải làm sao cho tôi đẹp lên. Tôi phải làm sao mà cho những người phụ nữ chung quanh tôi hay là chìm hết. Đó là bí quyết giữ chồng. Nhưng mà thật sự là tôi chưa tin tưởng lắm. Cho nên là tôi qua đây, tôi gặp thím. Ủa, tôi đâu có cái bí quyết gì mà tôi giữ chồng mà tự nhiên qua đây gặp tôi. Tôi biết chứ. Tôi biết thím đâu có bí quyết giữ chồng đâu. Nhưng mà tôi học bí quyết khác. Ồ, bí quyết khác. Là cái bí quyết gì tôi cũng... Bí quyết nấu ăn. Bây giờ là thay đổi rồi, muốn làm là vợ hiền phải không? Ừ. Vợ đảm đang phải không? Muốn nấu phải không? Ừ. Đi vô đây tôi chỉ hết cho. Đi. Dạ. Mẹ học giỏi nha mẹ. Ừ. Chị Phúc. Gì? Chị có thấy gì lạ lạ không? Gì đâu lạ? Em thấy sai lắm luôn á. Chỗ nào? Sai gì đâu? Bình thường theo tính của bác hai gái á, khi mà biết bác hai trai mà ngoại tình có người khác thì bác hai gái sẽ nổi nóng lên, làm trời làm đất lên. Nhưng mà tự nhiên bây giờ cái im hơi lặng sóng, xong rồi tự nhiên giờ thay đổi 180 độ vậy, em thấy sai lắm luôn á. Đâu có đâu sai, kiểu như em còn trẻ quá cho nên chắc em không hiểu. Cái chuyện là giống như là bình thường á, ba chị dưới cơ mẹ chị, đúng không? Mà bây giờ một cái người dưới mà người ta dám làm cái chuyện có lỗi với mình á, thì
thì nhiều khi mình phải xem lại mình chứ không phải là lỗi của người ta. Em thấy chị cũng sai nữa. Ủa gì? Sai gì? Trời ơi, chị làm gì chị bình tĩnh quá vậy? Không phải là chị bình tĩnh, mà là chị tin tưởng. Chị tin tưởng về ba mẹ chị. Trời ơi, ba mẹ chị sống với nhau bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu sóng gió vượt qua trơn. Chị nghĩ cái chuyện này chắc kiểu như là một cơn gió giông nào nó tạt qua một cái rồi nó cũng đi à. Phúc ơi, vô đây phụ mẹ nè. Dạ. Em vô phụ mẹ em luôn. Ừ, đi đi. Ê, nè nè nè. Đây. Chè đậu đen nước dừa rất là ngon. Lần này tôi đảm bảo làm theo đúng công thức của bà Ngàn chỉ. Mọi người ăn giùm tôi một miếng đi. Dạ, ngon lắm. Dạ, dạ đi. Đó, nước dừa thấy giờ không? Đặc sền sệt. Ngon, bảo đảm. Ngon ha. Mặn quá. Mặn quá. Ủa? Sao chè mà nó khác vậy mẹ? Ủa? Chè mà khác lẹt vậy rồi ăn sao? Chết bà rồi. Mặn hả con? Vậy là lộ muối rồi. Khét hả? Trời ơi, tôi tính làm cơm trái cà bông mà chuyển qua chè. Ai đây đây nè. Đây. Trứng chiên thịt. Ủa rồi thịt đâu? À quên, thịt là mặt bên này. Lộn. Đẩy qua một cái sẽ thấy thịt liền. Ai đây đây nè. Trời ơi, cái gì đang thu vậy mẹ? Ờ thì tại vì thịt á, chiên thịt trước thì nó hơi bị khét. Nhưng mà không sao, ăn rất là ngon, ăn thử đi. Dạ, con đầy hơi quá, chắc tối tối con ăn cơm sao? Vậy hả? Dạ. Tự nhiên con đau bụng quá. Chết rồi mẹ ơi, con phải về liền. Ngay lúc này mà đau bụng, bực bội, nha, ăn nha. Thử đi. Đang nói không ra tiếng, ăn này vô á khẩu luôn sao? Nó chỉ hơi lố lửa chút xíu thôi mà vẫn ngon chứ. Đánh nè. Mọi người ơi, mọi người ơi, tôi xin mọi người mà cho tôi cơ hội cuối cùng đi. Đây là món cuối cùng, hết sức khả năng của tôi luôn. Canh khổ qua dồn thịt. Bây giờ mọi người không tin tưởng á thì húp miếng nước thôi nha, húp nho nhỏ miếng nước thôi. Ăn giùm đi con, ăn giùm đi. Đừng có chề môi con, ăn đi. Ăn đi nha. Hả? Ngon quá bác Hai ơi. Ngon nha. Ngon nha. Ngon hả? Vậy là tôi thành công rồi. Trời ơi. Thôi. Ủa, nay bà nấu ăn nữa đó hả? Mình mới về, mình ăn đi, không thôi cơm canh nó lạnh nguội hết. Ủa, nấu ăn chi vô cợt trễ? Lúc nào tôi về nhà bà cũng nói ăn ngoài, thì tôi quen ăn ngoài rồi. Em biết, em nghĩ là để cho mình ăn ở trong nhà đó, thì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món em nấu à. Mình biết là em nấu thì không được nhiều món, cho nên em sợ mình ăn ngán. Em mới kêu mình ra ăn ở ngoài để thay đổi món cho nó ngon lắm mà. Thôi, nấu chi nó cực vậy. Nấu nhiều khi ăn không ngon, ra ngoài ăn lại cũng vậy à. Quan trọng là sức khỏe gia đình thôi. Thôi, ra ngoài ăn, dẹp đi. Sao hôm nay chơi mặc áo đầm đỏ rồi có đầu gắn bông gắn hoa gì thế ớn à? Là vì em muốn thay đổi vận mệnh. Em muốn em trở thành một người phụ nữ dịu hiền. Có cần đi khám bác sĩ không? Tôi lo rồi đó nha.
sao lại khám? Nhắc vô khám mới nhớ. Chút nữa bà qua nhà bà Yến á. Dạ. Rồi bà hỏi bà Yến hút thuốc nam ở đâu tốt á, qua hút thuốc trị cái bệnh cho tôi nha. Thôi, để em tự tay em đi hút cho mình. Để bà đi cho lẹ. Tôi biết rồi. Bây giờ mình đâu coi tôi là vợ nữa. Bây giờ mình coi người ta hơn tôi rồi. Mình với bà Yến á, nhân tình với nhau. Ba ơi, ba không giấu được nữa đâu. Gì vậy? Mọi chuyện của ba là lộ hết rồi. Gì lộ? Mà ba có biết là bữa giờ mẹ cực khổ lắm không? Mẹ phải thức khuya dậy sớm, mẹ tập nấu ăn, mẹ tập may vá để chăm sóc cho ba đó. Cái này tại mẹ con đâu phải tại ba đâu. Tự nhiên là thay đổi. Ai thay đổi? Tôi thay đổi đó. Tại sao tôi phải thay đổi? Sao hả? Sao vô tâm vô tư quá vậy? Ông phải biết tại sao tôi thay đổi chứ. Là tôi vì ai? Là tôi vì cái gia đình này? Là tôi vì ông, vì con tôi mới thay đổi như vậy, có biết không? Sao vì tôi? Bao nhiêu năm nay là chuyện nhà, chuyện cửa cũng là một tay tôi. Trong nhà chăm sóc gia đình từ con sang đến chồng. Đi ra ngoài đường là tôi phải phụ chồng tôi để làm ăn. Là bởi vì sao? Ông có nhớ không? Những lần ông làm ăn xa cỡ thích chí, ông bị người ta dụ, người ta gạt hết tiền. Tôi phải bươn chải ra ngoài đời với ông. Tôi phải cứng rắn, tôi phải mạnh mẽ, tôi phải hung dữ. Để tôi sợ người ta ức hiếp ông. Tôi làm vợ vì ai? Vì ông chứ vì ai? Bà đâu, tôi đâu kêu bà ra bên giật tôi đâu. Ông không kêu, nhưng mà tôi là vợ ông. Mỗi lần mà ông bị ai lừa gạt tiền bạc, hay là ông bị cái gì thua lỗ, ông về nhà ông buồn. Chẳng lẽ tôi ngồi như người ta buồn, tôi gào cho tôi phụ ông chứ? Ba, cái chuyện mà ba làm là rành sai rồi. Ba không được có cãi với mẹ nữa. Ba sai? Ba sai gì? Thì ba đi hẹn hò với cô Yến, ba đi tập thể dục với cô Yến, đi tâm sự, rồi còn hẹn nhau ngoài lò bánh mì nữa. Ba với bà Yến chỉ là bạn học thôi. Ba gặp bà ấy trong bệnh viện á. Cái gì? Bệnh viện nào? Bệnh viện phụ sản hả? Má ơi, đây là bệnh viện nào? Ba gặp nhau trong bệnh viện. Tôi đi khám tiếng tiền liệt, còn bà bị bệnh trầm cảm. Tôi nghĩ tôi bạn học cũ với bà, cho nên tôi mới an ủi qua nhà bà tôi động viên. Tôi nói chuyện cho bà vui vẻ lạc quan lên, đừng có suy nghĩ tiêu cực mà nguy hiểm tính mạng. Chứ tôi với bà không có làm gì sai trái hết á. Tôi dám nói thật với bà luôn vậy đó. Nhưng cũng may, nhờ bà ghen vậy á, tôi mới hiểu được hết lòng dạ của bà. Bà cũng vì thương tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Thì bà nói thật tôi cũng nói thật, tôi với bà Yến không có gì. Mà người tôi thích nhất á, bà biết tôi thích cái gì? Tôi thích bà. Tại bà là vợ tôi, bà đến với tôi trong lúc tôi nghèo, tôi khổ. Người ta khinh thường tôi, người ta coi thường, khi dễ tôi. Lúc đó tôi tự ái, tôi phải quyết tâm làm giàu. Tôi làm giàu để chi? Để sau này tôi lo cho bà, tôi lo cho con. Để không ai khi dễ bà với con nữa. Trước mặt vợ, trước mặt con là tôi cũng nói, người tôi yêu thương nhất chỉ là vợ, và người lo lắng nhất cũng là con gái tôi thôi. Tài sản tôi có thể vợ con ăn bao nhiêu cũng được, còn con gái ở ngoài sức mấy mạng được tôi đồng nào. Mẹ con bà là trên hết của tôi. Trời ơi, em đã sai.